Và chúng ta có cái báo cáo cuối cùng trong buổi chiều hôm nay liên quan đến cái thiết kế báo cáo khoa học. Vâng, cái này cũng rất cần vì từ sáng giờ chúng ta có hai cái báo cáo liên quan đến nghiên cứu khoa học nhưng nghe chừng chưa được ổn lắm theo cái cách trình bày của các bạn. Kính chào các thầy trong tọa đàm và kính chào toàn thể hội trường. Thì trước khi cái phần báo cáo, đầu tiên em xin phép là em xưng tôi cho dễ báo cáo. Trước khi tôi báo cáo thì tôi có chia sẻ một điều rất là thú vị, là không biết có phải tình cờ hay không, nhưng mà trường đại học y khoa Tokyo hôm nay là có hai báo cáo. Thì cái báo cáo buổi sáng thì cũng là bế mạc của buổi sáng luôn, và cái báo cáo của tôi lúc này thì cũng là bế mạc của buổi chiều luôn. Nhưng mà tôi tự nhận thức được là chắc là cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Sau đây thì tôi xin trình bày cái phần báo cáo của tôi. Thì phần báo cáo của tôi là về cái thiết kế báo cáo khoa học. Thì như tôi được biết thì tại Việt Nam hiện nay thì lực lượng kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh là không làm về cái nghiên cứu khoa học nhiều. Như ở nước ngoài thì cái lực lượng này cũng sẽ học lên master rồi là tiến sĩ, rồi các bạn sẽ tham gia nghiên cứu rất là nhiều và đi các hội thảo. Tuy nhiên ở Việt Nam thì rất là hiếm. Thì ở phần đại cương thì tôi sẽ chia làm hai nội dung. Cái đầu tiên là thiết kế, cái phần thiết kế làm sao chúng ta được thiết kế được cái PPT nó hoàn chỉnh và đẹp để đi được ở các cái hội nghị. Cái thứ hai là thiết kế báo cáo chuyên môn, có nghĩa là các bạn sẽ nghiên cứu cái chuyên ngành của các bạn và các bạn báo cáo. Nói về cái thiết kế PPT thì các bạn nghĩ là có vẻ là đơn giản, tuy nhiên tôi nghĩ là nó sẽ rất là quan trọng. Như trong buổi báo cáo, trong cái buổi hội nghị ngày hôm nay, tôi cũng đã để ý thấy một số báo cáo là tuy là có nội dung, tuy nhiên là cách trình bày báo cáo là có phần là cũng chưa được hoàn chỉnh lắm. Đầu tiên là về phần thiết kế PPT thì ở đây thì các bạn sẽ để ý đến cái trang PPT, cái slide đấy. Cái thứ hai là hiển thị PPT, là cách trình bày layout. Và cái tiếp theo đó là kiểu chữ và cỡ chữ, rồi là đến màu sắc chữ và cuối cùng là cái biểu đồ graphic. Đầu tiên là cái trang PPT về phần slide thì các bạn cần phải làm nổi bật được những cái mà các bạn muốn nhấn mạnh ở cái slide đó. Không phải là việc các bạn cứ trình bày, các bạn viết ra rất là nhiều chữ, sau đấy rồi các bạn đọc lần lượt từng chữ một, như vậy là một cái báo cáo tốt. Và các bạn cần phải làm nổi bật được cái từ khóa trong cái slide của các bạn. Và cái chữ nên ngắn gọn và xúc tích và đi vào trọng tâm. Tôi thấy là nhiều slide thì rất là nhiều chữ. Có một quy tắc ở Việt Nam thì tôi được biết đó là 7x7, có nghĩa là 7 dòng và mỗi dòng 7 chữ. Tuy nhiên cái quy tắc đấy nó cũng không... Nó cũng đúng, nhưng mà tuy nhiên là không hoàn toàn, tại vì đôi khi là 49 chữ trong một cái slide thì cũng rất là nhiều. Và chữ và hình ảnh thì nên được đặt ở 95% diện tích bên trong của trang. Để mục đích làm gì? Để khi mà chúng ta thay đổi cái màn hình chiếu giữa cái máy tính của các bạn và máy tính của cái hội trường thì có thể làm mất chữ. Ví dụ như thế này, đây là một cái định dạng để cho các bạn biết được cái khoảng không gian mà các bạn trình bày chữ nó như thế nào. Các bạn nên trình bày vào trong khoảng 95%, ngoài 95%, 96, 97 cũng được, tuy nhiên là các bạn nên tránh. Cái tiếp theo ở đây là cái slide scale. Các bạn để ý thấy là bên tay trái là maximize slide, và khi mà các bạn chọn cái này, mà khi các bạn đổi máy tính từ máy tính của các bạn, cá nhân của các bạn sang cái máy tính của hội trường thì có thể là nó sẽ bị zoom quá ra, thì các bạn sẽ mất nội dung ở đó. Khi đấy các bạn người ngồi ở dưới thì rất khó quan sát. Được ạ? Ở đây là một cái slide tôi lấy ví dụ ở cái hội nghị báo cáo thường niên điện quang ở miền Bắc năm 2019 Hải Phòng. Đây là một báo cáo về cái thuốc đối quang từ, các bạn nhìn thấy là rất là nhiều chữ. Ở cái slide này thì nếu phân tích ra thì có rất là nhiều lỗi, các bạn để ý thấy. Một là các cái chữ tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt, rồi là chữ viết hoa, rất là nhiều, hầu như là rất là nhiều nội dung trong này. Phần thứ hai là phần layout, là hiển thị PPT. Các bạn nên trình bày một cái layout liên tục từ đầu đến cuối cái báo cáo của các bạn. Các bạn không nên thay đổi layout. Và về cái phần tiêu đề, các bạn có tiêu đề chính và tiêu đề phụ. Và kể cả logo của các bạn nữa. Ví dụ chúng ta có logo của Hội Điện Quang Việt Nam và cái đơn vị của các bạn làm việc, chúng ta cũng cần phải thiết kế làm sao cho nó phù hợp. Và lề, kiểu chữ, cơ chữ và màu chữ cũng nên phù hợp với cả cái biểu đồ mà các bạn muốn trình bày. Ở đây là cái layout, như ở bài báo cáo của tôi sử dụng cái layout mà chúng ta nhìn thấy, tôi đã khoanh tròn, và ở đây hiển thị các cái dạng layout khác nhau của trang trình bày. Tiếp theo là về kiểu chữ, hay chúng ta có phông đấy, thì kiểu chữ ở đây chúng ta nên chọn kiểu chữ mà dễ đọc, ví dụ như là Calibri, Tahoma hoặc Arial, và nên dùng cùng một kiểu chữ trong báo cáo. Thì cái bài báo cáo của tôi này, tôi sử dụng cái chữ Calibri đấy.
Và tôi nghĩ là một số bạn cũng thắc mắc là tại sao không dùng chữ Times New Roman, trong khi cái phông chữ Times New Roman rất là phổ biến ở Việt Nam, đúng không ạ? Sau đây tôi sẽ cho các bạn thấy là tại sao tôi không dùng chữ Times New Roman. Các bạn nhìn thấy hai chữ VAT, tên viết tắt của Hội Kỹ thuật Điện quang và Gắn nên Việt Nam đấy. Và cái chữ bên này, giữa Times New Roman và Calibri, các bạn thấy là chữ Times New Roman có dâu. Đây là những cái chữ chỉ đơn giản là 4 ký tự thôi. Tuy nhiên là nếu mà các bạn rất là nhiều chữ trong một slide, các bạn sẽ nhìn thấy rất là rối mắt. Các bạn có đồng ý không ạ? Và tiếp theo là phần cơ chữ. Thì ở đây chữ càng to càng tốt. Chữ càng to đồng nghĩa với việc là cái số lượng chữ của các bạn sẽ bị giảm đi. Đúng không ạ? Và nhớ rằng cái PPT của các bạn phải dễ đọc, ngay cả ở trong phòng tối. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ không có đèn nữa chẳng hạn, ở trong phòng tối các bạn vẫn phải dễ đọc. Nếu mà các bạn để chữ nhỏ quá thì các bạn sẽ không nhìn thấy gì hết. Và chữ thì không nên nhỏ quá 24, các bạn nhìn xa các bạn sẽ không nhìn thấy. Ví dụ như là ở đây là chữ không nên nhỏ quá 24, rồi tôi để cái cỡ chữ 24, các bạn có nhìn thấy không? Từ xa các bạn nhìn thấy không ạ? Rất khó đúng không ạ? Và các bạn không nên kết hợp cỡ chữ nhỏ với cỡ chữ đậm. Như là ví dụ vừa xong về xúc tối quang từ, tôi lấy ví dụ ở trên đấy, kết hợp rất là nhiều loại phông chữ khác nhau, chữ nghiêng, chữ tiếng Anh, chữ nhỏ, rồi là chữ inoa. Ở đây là tôi lấy 4 cái ví dụ về cái thiết kế phông chữ. Ở đây các bạn nhìn thấy được, đầu tiên là cái chữ index bold đấy, cái thứ hai là italic là chữ nghiêng, cái thứ ba là cái Times New Roman cái phông chữ, và cái thứ tư là tôi cộng cả ba cái vào với nhau. Thì các bạn nhìn cái thứ tư đặc biệt khó đúng không ạ? Và ở đây tôi dùng cái phông size là 20, đúng không ạ? Các bạn thấy nhìn thấy thứ tự là khó từ dưới đi lên ạ. Các bạn cũng có thể dùng chữ nhỏ khi các bạn đặt ở chân trang, các bạn footer các bạn nốt nó vào. Ví dụ như khi các bạn trích dẫn của một cái tài liệu nào đấy, các bạn dùng cái chữ footer các bạn nốt ở dưới, như vậy thì ok. Tiếp theo là phần chữ in hoa, thì các bạn không được dùng chữ in hoa cho tất cả các từ, nó sẽ làm cho báo cáo các bạn là khó đọc hơn. Cái thứ hai là có thể nhầm lẫn với cả chữ viết tắt, và cái thứ ba là có thể gây hiểu lầm là cái chữ mà bạn muốn nhấn mạnh ở đây. Ví dụ như thế này, tôi có cái ví dụ là PUC là hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh. Các bạn thấy từ PUC ở đây có nghĩa là viết tắt của cái từ Picture Archiving and Communication System đúng không ạ? Và cái từ tiếp theo là hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh. Thì cái ý của các bạn muốn viết chữ hoa ở đây là cái gì ạ? Đúng không ạ? Và tiếp theo là phần chữ in nghiêng. Thì chữ in nghiêng thì vẫn được sử dụng, tuy nhiên người ta sẽ để trong cái ngoặc kép. Và để nhấn mạnh cái một suy nghĩ hay ý tưởng nào đó của một ai đó, và sử dụng thường cho cái tiêu đề sách, tạp chí hoặc là báo. Ví dụ ở đây tôi có một ví dụ là đánh giá MRI tim hoàn toàn tự động có mối tương quan chặt chẽ với huyết động học và có giá trị tiên lượng, khả năng tái lập cao và cho thấy khả năng tổng quát tuyệt vời. Đây là một cái câu trích dẫn từ cái nghiên cứu của ông tác giả này cùng với cộng sự, thì tôi sẽ đặt trong cái dấu ngoặc và dùng chữ in nghiêng. Và tiếp theo là cái việc các bạn sử dụng mẫu PPT có sẵn. Tôi cũng để ý thấy là trong hôm nay là các bạn sử dụng rất là nhiều cái PPT có sẵn, thiết kế có sẵn. Các bạn nên, đầu tiên là các bạn nên sử dụng đồng bộ một kiểu chữ và màu chữ. Cái thứ hai là các cái style, cái phong cách thể hiện của các cái mẫu khác nhau thì nó làm cho người nghe mất tập trung. Các bạn nên nhớ là các bạn đi báo cáo là các bạn muốn truyền đạt cho người ở phía dưới, là các bạn cái nội dung các bạn muốn báo cáo là cái gì, chứ không phải là phong cách cái PPT các bạn muốn thể hiện. Ví dụ ở đây các bạn biết cái slogan này là dành cho dân kỹ thuật viên ít quan đúng không ạ? Đóng cửa, cài then, kéo ra mà tắt điện, đây là một cái quy trình trong buồng tối rất là điển hình. Thì các bạn nhìn thấy ở đây tôi sử dụng các cái màu khác nhau, các cỡ chữ khác nhau, phông chữ khác nhau. Nhìn các bạn nhìn thấy thế sao ạ? Rất là rối đúng không ạ? Tiếp theo là cái background. Các bạn nên sử dụng cùng một background, và khi mà các bạn thay đổi nhiều background sẽ làm người nghe mất tập trung. Ở đây là hai ví dụ về cái background là các bạn nhìn thấy này. Khi mà các bạn sử dụng cùng hai màu này với nhau thì nó rất là nóng, nó gây khó chịu. Phần tiếp theo đó là màu sắc. Thì ở đây là theo nghiên cứu, không phải tôi nghĩ ra. Màu đỏ là, và màu cam là màu nóng, cái màu xanh lá cây, xanh nước biển, và màu nâu là màu dịu hơn. Đỏ và xanh lá thì rất là khó cho người bị mù màu. Thì theo một cái nghiên cứu thì có 8% nam giới bị mù màu. Ví dụ như trong hội trường này có ai đó bị mà các bạn dùng những màu này thì cực kỳ khó nhìn. Ví dụ ở đây tôi sẽ thay đổi cái slide đầu tiên của tôi bằng cái background màu xanh đúng không ạ? Sau đó tôi dùng cái chữ màu xanh nữa thì hoàn toàn rất là khó nhìn.
Rồi tiếp theo tôi dùng cái màu đỏ trên cái nền màu xanh thì cũng khó nhìn tương tự đúng không ạ? Và đây nó sẽ dễ nhìn hơn, tuy nhiên vẫn khó nhìn. Đó, tôi dùng màu tím trên cái nền màu xanh. Đó, màu cam trên cái nền màu xanh. Ừ, chữ sáng trên nền tối là lựa chọn tối ưu khi các bạn thiết kế PowerPoint và các bạn không nên sử dụng nền trắng. Tôi chỉ nói là không nên thôi, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng, tại vì nãy tôi nhìn thấy một vài báo cáo viên có sử dụng nền trắng và tôi cũng thấy cái này hoàn toàn đúng, mà khi các bạn sử dụng cái nền trắng thì cái ánh sáng từ cái nền trắng nó hắt lại, nó gây ra sự mù màu. Đây ạ. Ở chữ màu vàng trên nền trắng. Đây là tôi lấy ví dụ, về cái báo cáo của tôi là cái chữ màu trắng trên nền tối. Và đây là một cái tương tự. Tiếp theo là tương tự. Cái này không phải là chuẩn đâu nhé, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Và cái tiếp theo là cái phần của graphic biểu đồ. Thì cái biểu đồ của các bạn phải dễ đọc nhất có thể. Trong cái buổi báo cáo ngày hôm nay thì thực sự là không có nhiều biểu đồ, vì tại vì đa phần các bạn là sử dụng những cái hình ảnh. Các bạn trình bày cái protocol của các bạn làm nhiều hơn là các bạn nghiên cứu để các bạn trình bày. Ví dụ như có một cái báo cáo về cái teo mật bẩm sinh thì có 26 trường hợp đấy. Và những cái trường hợp đấy mà thống kê ra mà các các báo cáo viên có thể dựng được biểu đồ thì rất là tuyệt vời. Một biểu đồ nói lên được rất là nhiều điều. Và khi làm biểu đồ thì các bạn sẽ phải thiết kế làm sao cho thông tin trong biểu đồ, phông chữ, cơ chữ và các đường nét trong biểu đồ dễ đọc nhất có thể. Đây các bạn nhìn thấy đây là một cái nghiên cứu của tôi về cái noise power spectrum. Được thực hiện trên một cái phantom thì các bạn nhìn thấy ở những cái thuật toán khác nhau để cho ra những cái giá trị khác nhau. Rất là khó nhìn nếu các bạn để một cái nền tối và trên những cái màu sắc như thế kia. Tuy nhiên khi tôi chỉnh sửa, tôi chuyển sang nền màu trắng. Đây không phải là background đâu nhé, mà đây là chỉ là cái biểu đồ thôi. Không phải là background màu trắng. Thì tôi nhìn thấy nó tốt hơn. Tuy nhiên khi tôi chỉnh sửa một chút nữa thì các bạn nhìn thấy khi tôi mà thay đổi cái độ dày của cái đường ngang và đường dọc, các bạn nhìn thấy tốt hơn rất là nhiều và thậm chí tốt hơn nữa nếu vào tay các bạn, tôi nghĩ là như vậy. Rồi bảng biểu thì các bạn nên thiết kế đơn giản và dễ hiểu, có tên bảng và chú thích của bảng. Với những cái bảng biểu lớn thì các bạn nên đặt ở riêng một trang. Ví dụ ở đây tôi có những cái chuỗi xung gradient eco được viết tắt sử dụng ở ba cái hãng khác nhau, đó là GCMN và Finif. Về hình minh họa thì các bạn chỉ sử dụng thực sự khi cần thiết. Trong tất cả các cái bài báo cáo hôm nay thì các bạn sử dụng hình minh họa rất là nhiều và đa phần đều là hình minh họa. Nhưng cái đấy mang tính chất là các bạn cho mọi người thấy là mình đang thực hiện cái này, chứ nó cũng không thiên về cái phần nghiên cứu nhiều. Và chúng nên liên quan đến những cái thông tin mà bạn nói tới, và càng đơn giản thì sẽ càng dễ hiểu. Ví dụ ở đây tôi có chuỗi xung diction. Thì tôi muốn giải thích về chuỗi xung diction này thì tôi có một cái biểu đồ, tôi nói về cái chuyển động của mỡ và nước. Ở đầu tiên là hai cái cùng pha, ở giữa là hai cái ngược pha với nhau, và cuối cùng nó lại cùng pha với nhau thì sẽ cho ra một hình ảnh là in phase và out phase. Đây hoàn toàn không phải là hai hình ảnh xóa mỡ và xóa nước, mà đơn giản nó chỉ là in phase và out phase khi mỡ và nước ngược pha với nhau đó. Về tiếp theo là về phần hiệu ứng, khi mà các bạn có sử dụng hiệu ứng trong cái báo cáo của các bạn thì các bạn để ý thấy ở đây trong cái slide này tôi sử dụng một số hiệu ứng. Đầu tiên là nếu các bạn sử dụng nhiều hơn một hiệu ứng trong báo cáo thì các bạn sẽ gây rối mắt cho cái người theo dõi ở phía dưới. Các bạn thấy không ạ? Tiếp theo, nghĩa là các bạn chỉ tập trung đến cái hiệu ứng mà tôi muốn trình bày thôi, chứ các bạn hoàn toàn không quan tâm đến nội dung tôi muốn truyền đạt. Các bạn thấy sao ạ? Tôi xin kết thúc phần 1 ở đây, và tài liệu đây là những cái tài liệu tham khảo mà tôi dùng để viết lên cái báo cáo này. Và tiếp theo là phần 2 là phần thiết kế báo cáo chuyên môn. Thì ở đây tôi có cái phân loại nghiên cứu, những cái này là người ta cũng đang nghiên cứu sẵn rồi, tôi chỉ sử dụng lại để trình bày trong cái bài báo cáo của tôi thôi. Thì gồm có 3 loại nghiên cứu chính trong y học, gồm có nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu dịch tễ học. Thì đây là cái biểu đồ của tất cả các loại nghiên cứu. Các bạn thấy là có nghiên cứu ban đầu và cái nghiên cứu secondary research ấy, thì bao gồm nghiên cứu tổng hợp, các bạn sẽ sử dụng lại những cái nghiên cứu ban đầu trước đấy. Thì trong này còn phân ra làm rất là nhiều loại nghiên cứu ngang, nghiên cứu dọc và nghiên cứu giai đoạn, và rất là nhiều loại khác nhau.
nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu trên động vật hoặc nghiên cứu tế bào rất là nhiều. Và tùy cái mục đích của các bạn có thể sử dụng các lựa chọn những cái loại nghiên cứu khác nhau để phù hợp. Tiếp theo là phần nội dung của một bài nghiên cứu. Thì có rất là nhiều cái format khác nhau. Tuy nhiên ở đây tôi còn muốn trình bày một cách đơn giản nhất cho các bạn dễ hiểu là khi mà các bạn làm một bài văn thì các bạn cũng có 3 phần: mở bài, thân bài và kết luận. Thì trong một cái bài báo mà khi các bạn viết thì cũng bao gồm những phần như vậy thôi. Thì đầu tiên nó cũng gồm phần cái background, introduction và purpose, có nghĩa là các bạn đưa được ra cái lý thuyết là tại sao các bạn muốn làm nghiên cứu, sau đấy cái mục đích của các bạn làm nghiên cứu là gì. Thì nó thuộc phần mở bài đó. Sau đấy đến phần thân bài thì các bạn sẽ có cái phương pháp và số liệu nghiên cứu và kết quả và thảo luận, và cái cuối cùng các bạn có kết luận, đó là phần kết bài. Rất dễ đúng không ạ? Ở đây tôi lấy một cái ví dụ về cái một cái bài bao gồm cái tiêu đề. Đây là có tiêu đề này, địa chỉ tác giả này. Thì địa chỉ tác giả đây chúng ta có tác giả đầu tiên. Ví dụ như các bạn làm nghiên cứu thì các bạn sẽ là tác giả đầu tiên. Cái tiếp theo là corresponding author, là những người mà giúp các bạn thực hiện cái nghiên cứu này. Thì ở đây cái phần abstract các bạn nhìn thấy tất cả những cái này: giới thiệu, mục đích, số liệu và phương pháp, kết quả và kết luận. Nó giống như là một bài văn như tôi trình bày hồi nãy. Một là cái phần giới thiệu thì các bạn phải nêu được cái giả thuyết là tại sao các bạn cái kiến thức chung và cái giả thuyết là tại sao các bạn muốn thực hiện cái ý tưởng nghiên cứu này. Nó là cái động lực cho các bạn thực hiện, là motivation. Sau đấy thì các bạn nghiên cứu nhằm mục đích gì. Ví dụ như là tôi thực hiện cái nghiên cứu này để nhằm mục đích là so sánh cái sự khác biệt giữa cộng hưởng từ và CT chẳng hạn. So sánh giữa cộng hưởng từ và CT trong chẩn đoán nhồi máu não chẳng hạn, thì các bạn đấy là cái mục đích của các bạn. Và để thực hiện được cái mục đích đấy thì các bạn cần phải có một cái background rất là tốt, các bạn hiểu được về CT và hiểu được về cộng hưởng từ, các bạn sẽ thực hiện được. Đây là một cái bài báo khác, dấu hiệu và triệu chứng ở những cái bệnh nhân điều trị ngoại trú và chăm sóc ban đầu có COVID. Thì các bạn cũng nhìn thấy ở đây phần background, người ta nêu cái cơ sở để người ta thực hiện cái nghiên cứu này. Sau đấy người ta sẽ nói ra được cái mục đích là tại sao để thực hiện nghiên cứu này, để đánh giá cái chẩn đoán chính xác dấu hiệu và triệu chứng. Cái phần thứ hai đó là phần số liệu và phương pháp nghiên cứu. Thì các bạn cần phải xác định được đấy là bạn định tiến hành loại nghiên cứu nào đầu tiên. Cái thứ hai là cái phương pháp bạn thu thập số liệu là gì, tiến cứu hay hồi cứu, đúng không ạ? Bạn dùng công cụ nào để phân tích số liệu. Những cái công cụ phân tích rất là quan trọng mà hôm nay thì tôi thấy là cái báo cáo hồi nãy của bệnh viện E có nói đến, là tuy nhiên tôi mới chỉ thấy dừng lại ở cái thống kê con số phần trăm. Con số phần trăm cái này các bạn có thể thực hiện được bằng Excel. Yeah. Đây là một cái nghiên cứu so sánh về cái giá trị của CT cộng hưởng từ và PET MRI trong cái chẩn đoán phân biệt cái những cái giai đoạn của cái nốt trong ung thư vú. Đây, người ta có ở đây các bạn sẽ nhìn thấy. Xin lỗi các bạn, ở đây tôi không sử dụng được công cụ. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái dòng cuối cùng là người ta sẽ dùng những cái test nào, ví dụ là McNamara test này, độ nhạy này, độ đặc hiệu này, âm tính và dương tính giả này, độ chính xác, là để đánh giá cả ba cái phương thức này. Nghĩa là người ta phải dùng những cái test này để đánh giá, chứ không đơn giản là các bạn chỉ thống kê được phần trăm. Được chưa? Phần tiếp theo là phần kết quả và bàn luận. Thì sau khi các bạn phân tích thì các bạn kết quả sau khi phân tích thì kết quả nói lên điều gì, và lập luận kết quả có được thì kết quả này mang cho bạn có ý nghĩa gì, có gì giống và khác với những cái nghiên cứu người ta thực hiện tương đồng với các bạn không. Đấy. Và cái ưu nhược điểm của nghiên cứu của mình là cái gì, cái nghiên cứu nào cũng có một cái hạn chế nhất định, không có nghiên cứu nào là hoàn hảo. Và các bạn nên nhớ là khi các bạn trình bày cái kết quả thì các bạn nên sử dụng biểu đồ, tại vì như ngôn ngữ chúng ta vẫn nói là một hành động thì hơn vạn lời nói, đúng không ạ? Thì trong cái nghiên cứu này, cái biểu đồ, một biểu đồ các bạn nói nên được rất là nhiều điều hơn là các bạn trình bày nhiều slide hoặc nhiều chữ rất là nhiều. Ví dụ như ở trong nghiên cứu này, tôi trong cái bài báo cáo này tôi sử dụng cái biểu đồ về cái đường cong AOC curve này. Tôi thấy là cái area under curve của cái MRI-PDAF, MRI proton density fraction này, nó có giá trị hơn cái của cái siêu âm hematocrit index, chỉ số để chẩn đoán cái gan nhiễm mỡ. Thì tôi thấy là cái AUC kia nó bằng 0.99, nó lớn hơn cái 0.74 rất là nhiều. Từ đây tôi thấy, có thể thấy là cái giá trị của cộng hưởng từ nó lớn hơn cái siêu âm rất là nhiều. Và các bạn cũng không cần phải viết quá nhiều từ để giải thích nó. Và phần 4 là phần kết luận, thì các bạn sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về nghiên cứu, ý nghĩa của nghiên cứu và triển vọng của nghiên cứu.
và các bạn có thể thực hiện được nghiên cứu tiếp theo hay không. Tiếp theo là phần tài liệu tham khảo. Cái này cũng rất là quan trọng. Và có nhiều định dạng tài liệu tham khảo và tùy vào mỗi tạp chí. Các bạn có thể thấy trên màn hình như APA, MLA, Chicago hoặc IEEE. Các bạn có thể hoàn toàn sử dụng những cái format này để các bạn viết bài, để các bạn gửi lên những cái tạp chí. Thì các loại nghiên cứu khác nhau sẽ có những cái cách sử dụng format khác nhau. Không phải tạp chí nào nó cũng có một cái format sử dụng cái tài liệu tham khảo chung. Và các bạn cần phải xem là cái tạp chí đấy, cái nhà xuất bản đấy, người ta yêu cầu các bạn trích dẫn tài liệu tham khảo theo kiểu gì. Thì ở đây có những cái sách, cái báo in, báo điện tử, website và luận văn, tất cả những cái này nó hoàn toàn nó không giống nhau. Có thể giống nhau nhưng cũng có thể khác nhau. Ở đây là một cái biểu đồ, các bạn thấy là APA 7 Citation Example. Người ta cho các bạn thấy là người ta khi sử dụng một quyển sách này, một chapter trong một cái quyển sách edited book, quyển sách tái bản này, rồi là về một bài báo in này, báo điện tử này, hoặc là một website. Ở đây các bạn nhìn trên phía tay phải, bibliography thì người ta trích dẫn khác nhau, nó không hoàn toàn giống nhau. Có thể giống nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau. Tôi cũng xin giới thiệu một số phần mềm hỗ trợ trích dẫn tài liệu tham khảo, là có thể các bạn đã biết hoặc có thể các bạn chưa biết. Thì một số phần mềm là free và một số phần mềm là phải mất tiền để các bạn mua được bản quyền. Ví dụ như là Mendeley, tôi vẫn hay sử dụng Mendeley, hoặc là EndNote, thì EndNote bây giờ có phiên bản của X9 chẳng hạn, Flowsite, Webworks, Rotezo hoặc Citationsheet. Các bạn hoàn toàn có thể, những cái này là trên mạng có hết, các bạn chỉ cần kích vào các bạn download về. Nếu người ta cho sử dụng trial miễn phí thì các bạn có thể sử dụng, sau đấy các bạn đóng tiền sau cũng được. Ở đây là tôi lấy một cái ví dụ về cái một cái tài liệu tham khảo. Các bạn thấy có tên tác giả này, tên bài báo này, tên tạp chí này, năm xuất bản, tập số và số trang. Khi mà các bạn trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo, các bạn phải có được đầy đủ những cái thông tin này. Nếu mà không có đầy đủ thông tin này thì có thể là cái nhà xuất bản hoặc tạp chí người ta sẽ từ chối cái bài báo của các bạn. Và đây là nguồn trích dẫn. Các bạn có rất là nhiều nguồn, ví dụ Google Scholar, PubMed chẳng hạn. Các bạn nên đấy, có một thư viện rất là nhiều cái tài liệu tham khảo các bạn có thể lấy về. Các bạn chỉ cần sử dụng Mendeley, các bạn tải về, sau đó các bạn ép vào cái bài báo của các bạn là hoàn toàn được. Và cái điều gì xảy ra khi các bạn cái trích dẫn của các bạn không tìm thấy nguồn? Nếu các bạn các trích dẫn của các bạn không tìm thấy nguồn thì sao ạ? Có phải là cái nguồn đấy là nguồn giả không ạ? Và nếu là nguồn giả thì hoàn toàn không đáng tin cậy, và nhà xuất bản có thể hoàn toàn có quyền từ chối các cái bài báo của các bạn. Chỉ từ chối, đơn giản là từ chối, thì các bạn sẽ phải tìm nhà xuất bản khác. Yeah. Hoặc người ta sẽ đưa ra yêu cầu là bạn sẽ phải chỉ rõ là cái nguồn trích dẫn này của bạn từ đâu, bạn có thể làm rõ cho tôi hơn được không? Như vậy, tương tự như vậy. Đấy là tất cả những cái tôi muốn nói về cái cách làm nghiên cứu và các viết một bài báo và trình bày một cái nghiên cứu. Nếu mà các bạn dưới đây mà bạn nào có xu hướng muốn làm nghiên cứu thì có thể liên hệ với tôi qua email. Tôi hoàn toàn có thể cộng tác và chúng ta cùng chia sẻ, thảo luận với nhau. Xin cảm ơn ạ. Rất cảm ơn bài báo cáo mở đầu cho một cái thời đại mới của các bạn kỹ thuật hình ảnh y học đấy. Chúng ta đã qua nhiều hội nghị rồi, chúng ta đã có những cái báo cáo mang tính chuyên đề, mang tính kỹ thuật rồi. Tuy nhiên những cái báo cáo mang tính nghiên cứu khoa học còn chưa nhiều. Có một số báo cáo đúng như tiến sĩ Biên đã nhận định và chúng tôi cũng định góp ý đấy, thì là mới dừng ở mức liệt kê và chưa có sự chuyên nghiệp trong báo cáo. Hy vọng là trong thời gian tới chúng ta cải thiện được tình trạng này.